thảm sát nhà hát Nga diễn ra thế nào. Bốn tay súng xông vào nhà hát Krokos, xả súng vào mọi chỗ, tưới xăng đốt khiến ít nhất 143 người thiệt mạng và khoảng 140 người bị thương. Tại nhà hát Krokos City Hall ở Krasnogorsk, tỉnh Moscow, buổi hòa nhạc đầu tiên trong chuỗi hai ngày biểu diễn của nhóm Picnic dự kiến bắt đầu vào 20 giờ ngày 22 tháng 3, 0 giờ ngày 24 tháng 3 theo giờ Hà Nội. Gần sát giờ biểu diễn, khán giả phần lớn vào trong khán phòng 6.200 ghế, một số nán lại ở sảnh bên ngoài. Gần như toàn bộ vé dự biểu diễn có tên gọi Không sợ điều gì đã được bán hết, hãng thông tấn RIA Novosti của Nga cho biết. Vào khoảng 19h40, một nhóm người đàn ông mặc quần áo ngụy trang tới nhà hát Krokos trên một chiếc minivan. Truyền thông Nga ban đầu nói rằng nhóm có 5 người. Nhưng Alexander Bronikov, giám đốc cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB, sau đó thông báo có 4 kẻ tấn công. Nhà hát Krokos City Hall nằm trong khu phức hợp trung tâm thương mại rộng lớn, nằm cách điện Kremlin gần 20 km. An ninh ở đây không nghiêm ngặt như các cơ sở ở trung tâm Moscow. Nhóm nghi phạm mang theo súng trường AK tiến vào nhà hát, nã đạn vào bất cứ ai gặp trên đường. Lực lượng bảo vệ tại nhà hát Krokos không có súng và không thể đáp trả lại nhóm tấn công một số người nhanh chóng bị hạ ngay bên ngoài. Nhóm tay súng tiếp tục bắn gục các nạn nhân ở cự ly gần, bắn vỡ cửa kính rồi di chuyển vào bên trong nhà hát. Sau khi vào trong, các tay súng bắn bừa bãi về phía khán giả. Ít nhất tay súng không đeo mặt nạ đi trên cầu thang giữa cụm ghế ngồi thứ hai và thứ ba. Một phóng viên Ria Novosti có mặt tại đó cho hay, chúng khai hỏa súng trường tự động và ném lựu đạn hoặc bom cháy. Một người nằm dạp xuống sàn. Sau đó, 15-20 phút, một số bò ra ngoài và trốn thoát thành công. Một số khán giả cho biết, nghe thấy tiếng súng rồi nhìn thấy khói đen bốc lên, và người trốn trong nhà vệ sinh, số khác thì chạy tới lối ra. Sau khi chĩa súng bắn những nạn nhân đang chạy về phía cửa thoát hiểm, nhóm khủng bố tưới xăng lên màn sân khấu và ghế ngồi rồi châm lửa đốt, gây ra đám cháy lớn. Trước khi lực lượng đặc nhiệm và cảnh sát chống bạo động tới hiện trường, những kẻ tấn công rời khỏi nhà hát Cross City Hill lên một chiếc xe Renault màu trắng để tẩu thoát, theo Ủy ban điều tra Nga. Phiến quân nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công, nhưng không đưa ra bằng chứng. Nhóm này cho hay các tay súng đã tẩu thoát sau khi thực hiện vụ khủng bố và đã về tới căn cứ an toàn. Cảnh sát Nga lập tức tung quân tuần tra mọi con đường, tăng cường kiểm soát các cửa khẩu, sân bay, truy lùng nghi phạm. Hàng chục xe cứu thương, xe cứu hỏa cùng cảnh sát, vệ binh quốc gia, đặc nhiệm. Nhân viên Ủy ban điều tra Liên bang Nga SKR đã có mặt ở nhà hát Korkos để cứu nạn và tìm manh mối. Tòa nhà bị phong tỏa, lửa cháy dữ dội bên trong khiến nhiều người mắc kẹt. Các nhân viên cứu hộ cứu nạn sau đó đưa khoảng 100 người ra khỏi hầm. Họ được nhân viên y tế sơ cứu trước khi đưa tới bệnh viện ở Moscow. Theo các nhân chứng, ngọn lửa nhấn chìm toàn bộ tầng trên khu phức hợp nhà hát Krokos. Lính cứu hỏa không thể dập tắt đám cháy từ mặt đất vì nguy cơ còn các tay súng bên trong. Do đó, họ phải dùng trực thăng, chút khoảng 160 tấn nước để chống chế hỏa hoạn. Theo phóng viên của Ria Novosti, các tầng trên của tòa nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Khoảng 22 giờ, gần như toàn bộ mái nhà của nhà hát Krokos bị sập. Tới 0 giờ 55 phút, lực lượng cứu hỏa khoanh vùng được ngọn lửa. Trực thăng cứu hỏa rời hiện trường vào khoảng 6 giờ. Song đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Ủy ban điều tra Nga sau đó thông báo 143 người thiệt mạng trong vụ tấn công. Cảnh báo số nạn nhân có thể tăng thêm. Theo dữ liệu sơ bộ, nguyên nhân chính khiến các nạn nhân tử vong là do trúng đạn hoặc hít phải khói độc từ đám cháy. Giới chức Nga thông báo đã bắt được 11 nghi phạm liên quan vụ tấn công, trong đó có ít nhất 4 người trực tiếp tham gia xả súng. Chiếc xe màu trắng Renault bị phát hiện lúc rạng sáng ở vùng Bryansk, phía tây đất nước, cách Moscow khoảng 340 km. Cảnh sát đã truy đuổi và bắt 4 nghi phạm trên xe. Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB cho hay nhóm người này đang có ý định vượt biên qua Ukraine. Kiev trước đó tuyên bố không có bất cứ liên quan gì tới nhóm khủng bố các điều tra viên đã phát hiện hộ chiếu tajikistan cùng vũ khí bên trong xe bộ ngoại giao tajikistan cho hay đã liên hệ với nga về thông tin công dân nước này có liên quan đến vụ tấn công khủng bố giới chức nga đang thu thập thêm chứng cứ tại hiện trường và xác định thêm đồng phạm của nhóm này hiện danh tính và động cơ của nhóm nghi phạm chưa được công bố